Các em học sinh lớp 9 thân mến, trong tiết học này, cô sẽ giới thiệu với các em một tiết tiếng Việt, đó là bài liên kết câu và liên kết đoạn văn. Bài này sẽ giúp các em nâng cao hiểu biết về kỹ năng sử dụng phép liên kết đã học từ bậc tiểu học. Đó là giúp các em nhận biết liên kết về nội dung và liên kết về hình thức giữa các câu và các đoạn. Nhận biết một số biện pháp liên kết thường dùng trong việc tạo lập văn bản. Liên kết là một trong những tính chất quan trọng nhất của văn bản. Nếu không có liên kết thì văn bản sẽ trở nên khó hiểu và vô nghĩa. Trong bài học hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu phần khái niệm về liên kết qua đoạn văn của Nguyễn Đình Thi, tiếng nói của văn nghệ. Cô và các em cùng đọc lại đoạn văn có 3 câu này nhé. Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn của thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh. Các em đọc kỹ đoạn văn và trả lời 3 câu hỏi sau. Câu số 1. Đoạn văn trên bàn về vấn đề gì? Chủ đề ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề chung của văn bản? Câu số 2. Nội dung chính của mỗi câu trong đoạn văn trên là gì? Những nội dung ấy có quan hệ như thế nào với chủ đề của đoạn văn? Nêu nhận xét về trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn. Câu số 3. Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được thực hiện bằng những biện pháp nào? Các em chú ý từ ngữ gạch chân. Cô và các em sẽ cùng trả lời 3 câu hỏi này nhé. Trước hết chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất. Đoạn văn trên bàn về cách người nghệ sĩ phản ánh thực tại. Chủ đề của đoạn này là một trong những yếu tố ghép vào chủ đề chung của cả văn bản, đó là tiếng nói của văn nghệ. Như vậy, đoạn văn phục vụ chủ đề chung cho văn bản. Các câu trong đoạn này phục vụ cho chủ đề của đoạn văn. Như vậy, các em thấy không? Người ta gọi đó chính là liên kết về chủ đề. Câu số 2. Nội dung chính của các câu như sau. Nội dung chính của câu 1. Tác phẩm nghệ thuật phản ánh thực tại. Câu 2. Khi phản ánh thực tại thì người nghệ sĩ muốn nói lên một điều mới mẻ. Câu thứ 3. Cái mới mẻ ấy là gửi lời gửi của một nghệ sĩ. Tất cả các nội dung của câu này đều hướng vào chủ đề của đoạn văn. Và cách sắp xếp trình tự của các câu này rất là hợp lý, hay người ta gọi là sắp xếp theo cách logic. Các đoạn văn và các câu trong một đoạn phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Như vậy, người ta gọi là liên kết logic. Mối quan hệ chặt chẽ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn được thể hiện bằng những biện pháp như sau. Sự lập các từ tác phẩm, dùng từ cùng trường liên tưởng với tác phẩm là từ nghệ sĩ. Thay thế từ nghệ sĩ bằng từ anh. Dùng quan hệ từ nhưng. Dùng cụm từ cái đã có rồi đồng nghĩa với những vật liệu mượn ở thực tại. Như vậy, các đoạn văn và các câu trong đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính như phép lập, phép thế, phép liên tưởng, phép đồng nghĩa. Người ta gọi đó là liên kết về hình thức. Sau khi thực hiện 3 câu hỏi, cô mời các em cùng cô điền vào sơ đồ sau. Liên kết câu, đoạn gồm có liên kết về nội dung, liên kết về hình thức. Liên kết về nội dung thì gồm có liên kết chủ đề, liên kết logic. Liên kết về hình thức gồm có một số biện pháp chính như sau. Phép lập từ ngữ, phép đồng nghĩa
trái nghĩa, phép liên tưởng, phép thế và phép nói. Các em thấy đó, liên kết có nghĩa là các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức. Về nội dung thì có liên kết về chủ đề và liên kết về logic. Về hình thức thì các câu, các đoạn có thể được liên kết với nhau bằng một số những từ ngữ được cho là keo gắn để kết nối, liên kết các đoạn, các câu đó lại với nhau. Người ta gọi đó là phương. Chúng ta sẽ làm luyện tập để củng cố thêm bài học. Phân tích sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong đoạn văn theo gợi ý nêu ở dưới. Cô và các em cùng đọc đoạn văn nha. Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu. Ấy là những lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học thời thượng, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề. Không nhanh chóng lấp những cái lỗ hổng này thì thật khó bề phát huy trí thông minh vốn có và không thể thích ứng với nền kinh tế mới chứa đầy tri thức cơ bản và biến đổi không ngừng. Câu số 1. Chủ đề của đoạn văn là gì? Nội dung, các câu trong đoạn văn phục vụ chủ đề ấy như thế nào? Nêu một trường hợp cụ thể để thấy trình tự sắp xếp các câu trong đoạn văn là hợp lý. Câu 2. Các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào? Cô và các em cùng phân tích sự liên kết về nội dung của đoạn văn nhé. Chủ đề của đoạn văn đó là khẳng định năng lực trí tuệ của con người Việt Nam, quan trọng hơn là những hạn chế cần khắc phục. Đó là sự thiếu hụt về kiến thức, khả năng thực hành và sáng tạo yếu do cách học thiếu thông minh gây ra. Về nội dung thì các câu đều tập trung vào làm sáng tỏ cho chủ đề. Về trình tự sắp xếp hợp lý các ý trong các câu như sau. Mặt mạnh của trí tuệ Việt Nam, những hạn chế, cần khắc phục hạn chế để đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế mới. Các em quan sát những phần cô đã gạch dưới trong đoạn văn. Như vậy các em thấy là các câu được liên kết với nhau bằng những phép liên kết như sau. Phép đồng nghĩa là bản chất trời phú ấy với lại cái mạnh của con người Việt Nam. Về phép nói là quan hệ từ nhân. Phép nói là từ ấy. Phép lập, thông minh. Và phép lập nữa là từ lỗ hổng. Sau khi tìm hiểu phần lý thuyết và phần luyện tập, bây giờ cô và các em cùng khái quát lại nội dung bài học nhé. Liên kết là sự nối kết ý nghĩa giữa câu với câu, giữa đoạn với đoạn văn bằng các từ ngữ có tác dụng liên kết. Liên kết nội dung là quan hệ đề tài với lại quan hệ logic giữa câu với câu, giữa đoạn văn với đoạn văn. Liên kết hình thức là phép sử dụng các từ ngữ cụ thể, hay người ta gọi các từ ngữ cụ thể ấy đó là phương tiện liên kết, hoặc dễ hơn là phép liên kết. Có tác dụng là nối câu với câu, nối đoạn với đoạn văn trong một văn bản. Một số phép liên kết dễ nhận biết như phép lập từ ngữ, phép dùng từ ngữ đồng nghĩa trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng, phép nối hoặc là phép thế. Để các em nắm vững bài học, các em phải làm thêm 2 bài nhé. Bài thứ nhất là các em phân tích tính liên kết về nội dung trong đoạn văn chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới của Vũ Khoan. Bài thứ hai là các em sẽ chỉ ra các phương tiện liên kết về hình thức được sử dụng trong 2 đoạn văn, đoạn A của Nguyên Hồng và đoạn B của Mai Văn Tạo. Phần tiếp theo là phần ghi bài học vào vở. Các em ghi vào vở đầy đủ nhé. Các em đã ghi xong bài rồi phải không? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em học bài và các em chuẩn bị bài mới nhé.
Thứ nhất là các em sẽ xem kỹ lại nội dung bài học. Thứ hai là các em học thuộc ghi nhớ sách giáo khoa trang 43. Ghi nhớ hơi dài, các em cố gắng học nha. Thứ ba là các em chép bài học, bài luyện tập vào vở mà chúng ta đã vừa chép xong đó. Thứ tư là các em làm bài luyện tập thêm vào vở bài tập. Các em có thể chụp hình hoặc các em có thể gửi trực tiếp vào mail, vào Zalo, vào Viber, Messenger v.v. Của các thầy cô giáo đã dạy mình. Thứ năm là các em soạn bài mới, liên kết câu và liên kết đoạn trong phần luyện tập á, bằng cách là các em sẽ trả lời 4 câu hỏi trong sách giáo khoa trang 49, 50, 51 vào vở bài soạn. Thời gian nộp bài 3 ngày sau khi video lên trang học trực tuyến của trường. Học sinh học ở lớp nào thì các em sẽ gửi bài cho thầy cô giáo bộ môn của mình. Cảm ơn các em đã theo dõi video của cô. Chúc các em sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hẹn các em vào một tiết học khác.